Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của Đài Phát thanh truyền Cà Mau. Hôm nay gồm có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Trong không khí thành kính tri ân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, sáng nay, đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đến dân hương dân hoa tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia lễ viếng có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải, các Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Huỳnh Khải cùng các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đoàn trang trọng đặt vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt với thương binh liệt sĩ, những người đã hy sinh tính mạng hay một phần thân thể cho công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc. Người đã từng khẳng định máu đào của các thương binh liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói, sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đã thể hiện sự tri ân, tinh thần trách nhiệm đối với thương binh liệt sĩ qua việc thực hiện các chính sách đối với người có công, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Cũng trong sáng nay, đến viếng đền thờ 10 anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai, nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, đoàn dành phút tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của những người đã hy sinh cho độc lập dân tộc. Cũng trong sáng nay, nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn và thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Huyện Đầm Dơi tổ chức cho hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đầm Dơi đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh. Đặc biệt trong những năm qua, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện luôn quan tâm tới công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công. Cùng thời gian này, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam hai huyện Cái Nước và Phú Tân thành lập đoàn đến viếng nghĩa trang liệt sĩ tại khóm 2 thị trấn Cái Nước. Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo hai huyện Cái Nước và Phú Tân trang trọng đặt tràng hoa lên tượng đài liệt sĩ với dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cán bộ, công chức, viên chức thắp hương lên từng ngôi mộ nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, không tiếc máu xương vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và vì hạnh phúc của nhân dân. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, hôm qua, Bí thư huyện ủy U Minh Đoàn Việt Khoa dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho ông Trần Văn Hòa, sinh năm 1950, ở ấp 6 xã Khánh Hòa, là người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, gặp hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà xây dựng có diện tích 100m², tổng trị giá 150 triệu đồng, trong đó quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do thân nhân, gia đình góp thêm. Hôm qua, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao 4 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình thân nhân trực tiếp thờ cúng liệt sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân. 4 căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho gia đình ông Lâm Văn Na, cư ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, gia đình ông Ninh Văn Hùng, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, gia đình bà Trịnh Bé Ba, ngụ xã Phú Thuận, huyện Phú Tân và gia đình ông Nguyễn Hoài Thanh, ngụ xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 150 triệu đồng từ quỹ nghĩa tình đồng đội Công an Nhân dân, phần còn lại do Công an tỉnh Cà Mau hỗ trợ và gia đình đóng góp thêm. Sáng nay, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trước khi bắt đầu buổi lễ họp mặt, toàn thể đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa lịch sử của Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, qua đó thấm nhuần sâu sắc về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc ta,
cũng như sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Dịp này, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau trao tặng 10 suất quà cho các thương binh, thân nhân liệt sĩ đang sinh sống tại trung tâm. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 26 tháng 7, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 13 giờ. Ban tổ chức lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, ngày hôm qua 25 tháng 7, có hơn 1.500 đoàn với khoảng 56.000 lượt người là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Trước đó, vào chiều hôm qua 25 tháng 7, đoàn cán bộ tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau do ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn đã đến viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Trong niềm tiếc thương vô hạn, đoàn cán bộ tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau kính cẩn nghiêng mình trước anh linh và thành kính dâng hương mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gửi lời chia buồn cùng gia quyến. Thay mặt đoàn cán bộ tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải đã viết vào sổ tang bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo tài năng, kiên trung, mẫu mực, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng và hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời về nhân cách, bản lĩnh, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, được cán bộ đảng viên và nhân dân yêu mến, kính trọng, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. Học tập và noi gương đồng chí, đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong một lần về công tác tại tỉnh Cà Mau vào năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, người đã ghi vào sổ vàng lưu niệm những lời căn dặn đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà cùng nhau phát triển để xây dựng quê hương. Hôm nay, trong không khí cả nước hướng về quốc tang người, Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau xin trân trọng giới thiệu những lời căn dặn này như là để tri ân sâu sắc đối với người lãnh đạo đứng đầu của Đảng. Tổng Bí thư đã viết khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Cà Mau, một công trình do Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau đầu tư xây dựng, không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa, chính trị, giàu tính nhân văn sâu sắc với tấm lòng thành kính tưởng nhớ Bác, mà còn là nơi giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Tưởng nhớ Bác, tôi mong đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà nguyện mãi học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, quyết tâm phấn đấu thực hiện con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, xây dựng tỉnh Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Những dòng bút tích của người giờ là tư liệu vô cùng quý báu đối với đảng bộ và nhân dân Cà Mau. Thì Bác có viết lại những cái lời căn dặn càng phải phát huy nơi này để trở thành là một điểm đến và một nơi giáo dục truyền thống của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Chính cái lời căn dặn đó của Bác đã thôi thúc mỗi người nhân viên tận tụy với trách nhiệm của mình hơn nữa, lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp của khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với người dân cả trong và ngoài tỉnh. Những bút tích đó thì chúng tôi xem là một dấu ấn lưu lại của đồng chí đối với tỉnh nhà, và chúng tôi sẽ tiếp tục lưu giữ cái bút tích này để giới thiệu, để tuyên truyền cho các thế hệ, cho thế hệ trẻ, để rồi thực hiện cái mong mỏi của đồng chí đối với tỉnh nhà.
một trái tim nhân hậu đã ngừng đập, nhưng bút tích cùng với những lời di huấn căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ vẫn còn mãi trong trái tim của những người ở lại. Một trái tim lớn ngừng đập, triệu trái tim đau. Tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ chiều hôm qua, ngày 25 tháng 7, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Cà Mau đã lập bàn thờ để tang Tổng Bí thư theo nghi thức của Phật giáo, để tỏ lòng biết ơn người lãnh đạo vĩ đại của đất nước. Các tăng ni và rất nhiều Phật tử đã đến chùa Phật Tổ để trang trí những nhành hoa trên bàn thờ, đọc những hội kinh cầu siêu, đau xót trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước khi quốc tang thì chúng tôi cũng đã cầu siêu. Bắt đầu từ lúc mà bác nghe bác mất thì chúng tôi cũng muốn cầu siêu cho bác. Chúng tôi cũng để tang bác trong 2 ngày và đến ngày mai thì theo yêu cầu thì chùa cũng có một hồi chống bát nhã để đưa bác về cõi vĩnh hằng. Hôm nay em đến để cầu siêu với các chư tăng ni để cho bác, để bác đi hơi thanh thản hơn. Dạ, có thể là tưởng nhớ tới bác và ghi ơn bác. Dạ, phải học theo cái lòng yêu nước của bác và sống khiêm tốn và lo cho nước. Chúng tôi là cái người tu sĩ ở chùa cũng thành lập một cái bàn để tưởng nhớ đến vị lãnh đạo. Riêng đối với Cà Mau thì bác cũng là lúc nào chúng cũng là trân trọng, kính nể, sự tiếc thương vô hạn đối với vị lãnh đạo luôn vì dân vì nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là một vị lãnh đạo gần dân, yêu thương dân, luôn khẳng định việc xây dựng khối đại đoàn kết là sức mạnh. Tinh thần đoàn kết toàn dân tộc luôn được các tăng ni Phật tử khắc ghi và nguyện làm theo để xây dựng quê hương, đất nước. Lễ tưởng niệm lập bàn thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được thực hiện nghiêm trang tại chùa Kim Sơn, thành phố Cà Mau vào hôm qua. Đông đảo tăng ni Phật tử chùa Kim Sơn đã tụng kinh cầu siêu thành kính tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7. Trong thời gian này, chùa Kim Sơn cũng tổ chức để các Phật tử và người dân đến thắp hương, bày tỏ lòng thành kính, niềm tiếc thương đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hôm qua, trên địa bàn huyện Nam Căn xảy ra vụ sạt lở đất gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Ngay trong hôm qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Nam Căn đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Vào khoảng 1 giờ ngày 25 tháng 7, tại ấp Trảng Lớn, xã Tam Giang, đã xảy ra vụ sạt lở đất làm hư hỏng hoàn toàn một căn nhà cấp 4 của hộ bà Lâm Thanh Dân, ước thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Đây là hộ thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, không có đất sản xuất. Sau khi nhận được thông tin, các ngành đoàn thể xã Tam Giang đã hỗ trợ hộ dân di dời các vật dụng cần thiết của gia đình đến nơi an toàn. Lãnh đạo của Ban Nhân dân huyện Nam Căn trực tiếp thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời gửi hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng giúp khắc phục những khó khăn ban đầu. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Nam Căn yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Tam Giang, các ngành, lực lượng tại chỗ có biện pháp huy động hỗ trợ để gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, rà soát điểm có nguy cơ sạt lở cao để chủ động phương án di dời, không để xảy ra các sự cố tương tự trong thời gian tới. Hôm qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân đi kiểm tra thực tế các tuyến lộ bị sạt lở, sụt lún trên địa bàn các xã Tân Hương Tây, Diệt Thắng, Rạch Chèo và xã Nguyễn Diệt Khái. Tại tuyến lộ 3m ấp Cái Bác, xã Tân Hương Tây, do triều cường nước xoáy gần cống Tiểu Dụng 10 nên đoạn lộ bị sụt lún nghiêm trọng. Trên tuyến lộ Tiểu Dụng 10 đi qua địa bàn xã Diệt Thắng có hai đoạn bị sụt lún hoàn toàn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đoạn lộ 1,5 m trên địa bàn xã Nguyễn Diệt Khái mới làm xong thì bị sụp lún hoàn toàn khoảng 30 m. Trước tình hình trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân chỉ đạo cho ngành chuyên môn các xã trước mắt làm biển cảnh báo cho người tham gia giao thông biết khi đi qua các đoạn lộ nguy hiểm này, đồng thời sớm khắc phục tạm các đoạn bị sụp lún, trồng cây tạo bãi ở những nơi có nguy cơ tương tự. Riêng các công trình xây dựng lộ phải thông báo cho nhiều hộ dân có công trình đi qua biết thiết kế, kết cấu, chất lượng để giám sát cộng đồng, tránh tình trạng công trình kém chất lượng để đảm bảo tuyến đường được sử dụng lâu dài. Ngày 24 tháng 7 năm 2024, trên địa bàn huyện Đầm Dơi xảy ra tai nạn giao thông khiến hai người tử vong.
Hôm qua ngày 25 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Dơi đã đến thăm gia đình nạn nhân. Đoàn đã đến thăm gia đình nạn nhân Bùi Văn Thi, 81 tuổi, ở ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận, gia đình nạn nhân Hồ Thái Thơm, 56 tuổi, ở ấp Trung Cang, xã Tân Trung. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Dơi chia sẻ với nỗi đau của các gia đình, đồng thời đề nghị chính quyền tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông, tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc thương tâm. Ban An toàn giao thông huyện Đầm Dơi hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng. Chiều hôm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Cà Mau tổ chức lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở lớp mầm non Hoa Trạng Nguyên. Liên đoàn Lao động thành phố Cà Mau trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở, quyết định kết nạp 17 đoàn viên công đoàn cơ sở lớp mầm non Hoa Trạng Nguyên, ngụ tại phường 9 thành phố Cà Mau và quyết định công nhận ban chấp hành công đoàn cơ sở theo quy định. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Bản tin trưa đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.